bạn đã ủng hộ Yogo trong những video clip trước. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một công thức dành cho các cái tín đồ hảo ngọt. Thường tín đồ hảo ngọt là những ai ạ? Chính là con của chúng ta này, chính là một số bạn chót yêu những cái bánh ngọt rất là nhiều mùi vị. Và nếu giả sử như trong gia đình của chúng ta có những thành viên mà liên tục yêu cầu là phải được ăn bánh, mà chúng ta lại muốn có những cái sản phẩm tốt cho sức khỏe, thì chúng ta có thể làm bánh như thế nào ạ? Có những loại bánh chúng ta không phải cần dùng đến bột mì, chúng ta không cần phải dùng đến đồ nướng, chúng ta cũng không cần phải dùng đến những cái loại kem, cream. Những cái loại cream đó là những chúng ta gọi là kem, ở đây cũng phải là cái kem lạnh lạnh đâu, mà đây là những cái loại kem tươi mà người ta hay cho lên phía trên của những cái bánh ngọt đó. Thì những cái loại kem đó thực chất là nó làm từ rất là nhiều những cái thành phần mà mình có thể tạm gọi là chất béo chuyển hóa. Và khi mà trở thành chất béo chuyển hóa như vậy ấy, thì khi vào trong cơ thể của chúng ta nó cần đến 49 ngày cho đến 55 ngày để tiêu hóa. Và như vậy thì nó sẽ tạo thành một cái lớp màng ở bên trong của hệ tiêu hóa của chúng ta, và nó không tốt gì cho quá trình tiêu hóa cũng như là làm tăng những cái nguy cơ hình thành lên mỡ nội tạng. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những cái công thức mà có thể giúp các bạn làm được những chiếc bánh rất là ngon, đến hoàn toàn từ những cái nguyên liệu thiên nhiên nhé. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm bánh khắp khách cà rốt với cái lớp kem ở phía trên là gọi là lớp kem vanica. Chúng ta sẽ thấy rằng là cũng vẫn là những cái ngôn từ là kem này, rồi là bánh khắp khách này, nhưng mà chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái phần chi tiết sau đây. Và bạn thấy rằng là Anna không hề dùng một chút nào những cái nguyên liệu đến từ nguồn gốc động vật cả. Chúng ta bắt đầu nhá. Trước tiên để mà làm được khắp khách thì chúng ta sẽ cần có một cái khay để đựng khắp khách. Khác với những cái đồ khắp khách mà cần phải nướng thì bạn có thể dùng những cái khay nhẹ như thế này, và mình sẽ cần phải có những cái gọi là những cái vỏ để có thể đựng được cái khắp khách của mình. Đây, tạo đây, hôm nay chúng ta sẽ làm 6 cái khắp khách này nhá. Rồi, chúng ta sẽ có hai phần, một là phần thân bánh và hai là phần cream ở phía trên. Đối với phần thân bánh thì chúng ta sẽ cần cà rốt. Cà rốt ở đây á, các bạn có thể một công đôi việc. Mình có thể ép nước ép cà rốt ra, và sau đó thì còn cái bã của cà rốt mình có thể dùng để mình làm cupcake, được không ạ? Và nữa là khi mà trước khi bạn làm, bạn có thể cho vào ngăn mát tủ lạnh để cho nó có một cái độ rời nhau, một độ rời nhau nhất định giữa những cái hạt này. Một lát mình làm bánh nó sẽ ngon hơn. Phần thân bánh mình còn cần thêm nguyên liệu nữa là chúng ta sẽ cần bóc chó. Đây là loại bóc chó đã được bóc vỏ sẵn. Rồi chúng ta sẽ có trà là để làm tăng cái vị ngọt tự nhiên cho các khách. Chúng ta có một chút nghệ. Cái này bạn có thể có hai sự lựa chọn. Cái này là nghệ đã được ép thành nước, hoặc là bạn có thể sử dụng bột nghệ cũng được. Và chúng ta có quế. Vậy là chúng ta đã có đầy đủ nguyên vật liệu cho phần thân bánh, và bây giờ chúng ta đi vào phần làm nhé. Tất cả những nguyên liệu này bạn đều có thể tìm mua rất là dễ dàng. Rồi, trước tiên chúng ta sẽ cho cà rốt vào. Đây là nguyên liệu chính của phần thân bánh của chúng ta. Mình sẽ làm xoay chậm thôi ạ. Để có thể xoay được. Ok, vậy là chúng ta đã làm xong phần thân bánh. Bây giờ chúng ta sẽ cho thân bánh ra vào những cái khắp khách như thế này nhá, để hình thành lên cái phần thân bánh khắp khách của chúng ta. Đây. Bạn có thể thấy rằng là bạn đã trộn lên. Và bởi vì là tất cả những cái này nó rất là dễ để được làm nhỏ, cho nên là mình làm để cho nó nhuyễn và trộn vào với nhau.
Như vậy là chúng ta đã làm xong cái phần thân của cupcake rồi ạ. Đây bạn có thể thấy rất là đơn giản. Nếu như mà bạn để cái phần thân của cupcake này vào tủ lạnh khoảng tầm 30 phút đến 1 tiếng thì chắc chắn là cái cupcake này nó sẽ chắc hơn. Khi mà bạn lấy bánh ra, bạn có thể bạn thấy dễ dàng để ăn hơn so với cái việc là chúng ta để ở nhiệt độ thường nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần làm lớp cream ở trên bề mặt của cupcake. Gọi là lớp cream nhưng mà chúng ta sẽ có những nguyên liệu rất là dễ thương đến từ các loại rau củ quả thiên nhiên, hạt thiên nhiên như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ cần một ly nước cam ép. Và thứ hai là chúng ta sẽ cần hạt điều. Hạt điều để mà có thể chế biến được đồ ăn thì gần như tất cả các loại hạt chúng ta đều cần ngâm. Và hạt điều này thì Anna đã ngâm 7 tiếng rồi. Rồi, và chúng ta sẽ cần trà lạ để tạo độ ngọt cho lớp cream. Chúng ta bắt đầu nhá. Chúng ta sẽ cần thêm một chút trà lạ. Tùy vào khẩu vị của bạn mà bạn có thể cho cái lượng trà lạ này là từ 3 trái hay là tầm khoảng 7 trái nhé, để nó tạo cái độ ngọt cho lớp cream của chúng ta. Ok. Đấy, bắt đầu rồi. Và như vậy là chúng ta đã làm xong phần kem cho cái bánh cupcake của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ cho kem này lên trên cái phần thân bánh cupcake để hoàn thiện chiếc bánh cupcake cà rốt với lớp kem vanilla nhé. Đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cho cái lớp kem lên trên cái cupcake của chúng ta. Vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong chiếc bánh cupcake cà rốt với lớp kem vanilla. Các bạn hãy thực hiện loại bánh này tại nhà và các bạn sẽ có được thưởng thức một loại bánh healthy tốt cho sức khỏe, tất cả làm được từ những cái loại hạt và những loại nguyên liệu từ thiên nhiên nhé. Nếu bạn thích chiếc bánh cupcake này, xin hãy cho Anna một like, một share, hãy rung chuông và hãy đăng ký kênh YouTube của Yogo. Xin cảm ơn bạn đã ủng hộ Yogo trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại.